Rồi, xin chào các bạn. Thì trong cái video này Trường sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sao để chúng ta thêm phụ đề ở trong Camtasia và cách làm sao chúng ta có thể thêm một cái dòng chữ ngang cái video của chúng ta như thế này. Đây, có cái bạn nào đó bạn hỏi Trường là làm sao để có thể làm được cái dòng chữ mà có cái hình nền đây giữa video thế này. Đây. Đấy, ha. Bây giờ Trường sẽ giúp các bạn làm như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở Camtasia lên. Rồi, các bạn sẽ bỏ vào trong đó một cái video ha. Ok, bạn sẽ bỏ vào một video fit lại. Để có một cái dòng chữ ngang qua đây với hình bóng thôi, thì các bạn sẽ làm như sau. Rồi, các bạn lấy cho mình đây. Ở đây cái phần cut out đây này, cái phần này này, style và phần anime annotation gì đó này. Đó, các bạn chọn ôn hết cho Trường, sau đó các bạn chọn cái này này, kéo xuống ha. Đấy, các bạn kéo hết từ đầu tới đuôi luôn rồi nha. Các bạn muốn nó hiển thị ở cái khúc nào thì các bạn chọn, nếu các bạn muốn hiển thị hết thì kéo, còn không thì nó hiển thị ở cái khúc nào thôi, một đoạn nào thôi thì các bạn sẽ kéo tùy ha. Rồi, ở đây á, bạn muốn kéo hết đúng không ạ? Bạn sẽ kéo hết ở đây này. Nó dài ra. Ok, tùy các bạn muốn là nó như thế nào. Ở đây các bạn sẽ ghi chữ gì ạ? Ví dụ như là bạn ghi chữ gì tùy các bạn ha. Ví dụ như Trường như là hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà. Mình sẽ như vậy. Còn cho ai nó đúng không? Rồi. Bây giờ ở đây các bạn sẽ thấy bên này các bạn sẽ thấy là gì ạ? Ở đây các bạn setting nha các bạn, bình thường như thế này đúng không? Ở phần setting này các bạn click vào đó. Cái property click vào nó sẽ vào thế này. Thì ở đây các bạn click vào chữ A cho Trường này. Đây, ở đây chúng ta đang có cái màu nền là màu cam này đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là ở cái phần all passion này thì các bạn sẽ chọn cho Trường là đấy, đọc theo ạ. Chọn M đi. Đấy, thì bây giờ các bạn đã có hình nền và thấy không ạ? Đây, làm lại nhé, click vào. Đấy, tức là cái các bạn chọn cái phần trăm nó thấp lại thì các bạn sẽ có cái hình mờ thôi. Rồi, đấy, rất đơn giản ha. Rồi, bây giờ các bạn muốn phóng to lên đúng không ạ? Bạn vào chữ A này, cái size này, bạn phóng to lên. Đấy, đúng không ạ? Rồi, đây là chữ regular, các bạn chọn chữ bold này, cho nó đậm lên. Đấy, rồi, các bạn kênh giữa, kênh trái tùy các bạn ha. Rồi các bạn có thể chọn màu cho cái chữ đó, màu trắng hay là màu đỏ hay là màu gì tùy các bạn ở đây. Là màu xanh đấy, các bạn thích chọn màu nào bạn chọn màu đấy ha. Ví dụ Trường chọn màu tím xem. Đấy. Đây, hay là màu đỏ, các bạn kéo xuống kéo lên tùy các bạn. À, chọn màu đỏ. Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo tùy bạn ha, là các bạn lấy màu trắng cũng được. Đấy. Đấy là cái như vậy thôi. Bạn muốn nó để ở cái khúc nào thì các bạn kéo dài vô bin, cái dài vô bin và để ngắn khúc nào tùy các bạn. Ok. À, đó là cách mà chúng ta sẽ để cái chữ nằm ở giữa cái video của chúng ta. Rồi, ở đây bây giờ tiếp tục ở Trường sẽ nhanh các bạn cách là phụ đề ha, cách tạo phụ đề trong video. Đây, cách tạo phụ đề video thì chúng ta sẽ vào more này các bạn. Cái caption đây. Đấy, rất là dễ. Rồi bây giờ các bạn sẽ add caption. Đó. Thì caption là chúng ta sẽ thêm cái gì ở đây? Đấy. Ví dụ như Trường sẽ ghi là hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà đấy ha. Sẽ như vậy. Bây giờ Trường sẽ chỉnh cho nó. Đây, Trường sẽ kéo này. Ví dụ như Trường sẽ là cái đoạn này. Nó muốn tới đâu? Nó sẽ phù hợp với cái nội dung của video nhé. Ví dụ các bạn muốn phụ đề tới đây thôi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kéo tới đấy thôi. Và ở đây ấy, các bạn thấy chữ A này thì chúng ta sẽ chọn thứ nhất là cái phông cho nó, cái phông gì này, Arial phông gì tùy, rồi cái màu gì, màu trắng hay là màu gì tùy các bạn. Ví dụ như Trường sẽ chọn cái màu đỏ này đúng không, thấy không? Giờ chúng ta sẽ canh giữa nó, canh giữa đây, canh giữa đấy, thấy tuyệt vời không ạ? Và đây là cái chất lượng đây các bạn thấy nha. Ví dụ như Trường để cho 75 các bạn thấy có cái nó có cái nó cái gọi cái bóng đằng sau các bạn, bóng đằng sau này
đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ click lại và chúng ta click vào chữ A lại. Và các bạn chọn cho trường như bỏ về không luôn. Về không thì sao ạ? Đấy, bắt cái bóng các bạn thấy không ạ? Không còn gọi là cái hình nền phía sau nữa. Các bạn muốn để hình nền phía sau thì các bạn click chọn lại và các bạn tăng nó lên. Ví dụ như trường tăng lên 100% chẳng hạn. Thì phần mềm nó sẽ đen thành thui đúng không? Rồi, ví dụ như là trường muốn chỉnh sửa nó lên thế nào ạ? Trường muốn chỉnh sửa bóng nó phải không màu đen và cái bóng nó là một cái màu trắng hay là màu vàng gì đó hạn đó. Đó, tùy các bạn đúng không? Đây, đây là bóng màu trắng. À, bây giờ các bạn sẽ chữa lại bóng màu gì tùy các bạn. Chữ fill á, cái mà, bóng màu gì, màu xanh đó. Đấy, rồi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Rồi, trường click vào A để chỉnh sửa tiếp. Bây giờ trường sẽ cho nó màu đậm lên. Này. Ví dụ như là trường sẽ cho đậm lên. Này. Ctrl A. Đấy, và các bạn Ctrl B cũng được, nó cũng đậm lên. Các bạn nhích vào đây thì các bạn chọn cũng đậm lên thôi, đúng không? Các bạn phải đổi bôi đen nhé. Bôi đen và cái size này tùy nha, các bạn có thể kéo nhỏ hoặc thu lớn tùy các bạn đó, size này. Đấy. Kích cỡ của cái chữ đó. Ok ha. Đó. Vậy thôi. Bây giờ đây, các bạn thêm này, để em chạy qua. Xin chào các bạn. Tôi là Lê Văn Trần. Nếu mà nó chạy qua hết cái quét cái này thì nó sẽ là tôi. Các bạn có thể vào là levantrường.net. Vậy là lên YouTube gõ Lê Văn Trần. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục add cái caption nữa vào đây. Đó. Và các bạn tiếp tục sẽ để với cái từ gì đó, đấy các bạn, như trường này để chữ làm sao bán hàng online hiệu quả tại nhà, sẽ như vậy. Ok ha. Rồi Ctrl A này, Ctrl B này cho đậm lên. Đấy. Rồi, chúng ta ghi chữ viết hoa lên. Đấy, có một chỉnh sửa gì thì cứ vào chữ A chỉnh sửa, không thì thôi. Đấy, nó sẽ như vậy. Ok ạ. Chúng ta lại tiếp tục add caption tiếp và chúng ta cứ làm hoài cho đến hết cái video luôn. Các bạn muốn thêm caption gì? Và ở đây cái caption này các bạn muốn bạn sẽ kéo qua. Bạn sẽ kéo qua muốn nó nằm ở cái vị trí nào. Tức là cái độ dài của caption này các bạn, như là khi nó chạy rất là nhiều cái bí quyết về kiếm tiền. Các bạn muốn nó nằm ở cái vị trí nào? Các bạn, ví dụ các bạn muốn nằm ở vị trí nào thì các bạn kéo dài ra, còn không thì các bạn kéo ngắn tùy. Đấy. Tại vì caption này chúng ta kéo dài bobin, dài hết được. Tức là một cái đoạn test, chúng ta kéo dài hết video cũng được. Đấy, các bạn kéo tới đâu thì khi nó quét nó còn nằm trong cái khu vực quét của nó thì nó vẫn hiển thị lên. Còn khi mà nó quét qua hết rồi thì nó sẽ qua lại phần khác. Đấy, các bạn thấy không ạ? Ok ha. Đây, trường thấy không? Đây, trường nó làm 3 cái option đúng không? 1, 2, 3 đúng không? Thì bây giờ nó quét qua. Nó quét. Xin chào các bạn, tôi là Lê Văn Trường. Đấy, thì bây giờ ví dụ như trường thấy không? Cái này trường muốn nó ngắn lại, kéo nhỏ mày lại. Đấy, khúc thôi. Chỉ như vậy. Rồi, giờ trường muốn cho nó xem này. Đó. Xin chào các bạn, tôi là Lê Văn Trường. Đây là kênh YouTube của tôi ha. Và đây rồi, là cái website của tôi. Đó, nó quay khác chưa? Lê Văn Trường. Đây là cái cách mà chúng ta tạo cái phụ đề có hình nền, có phụ đề màu các kiểu, các bạn muốn chỉnh sửa kiểu gì cũng được, đúng không ạ? Các bạn muốn để ở giữa màn hình hoặc là các bạn muốn để ở dưới. Tùy các bạn ha. Rồi, khi xong á, nhiều khi các bạn làm xong các bạn muốn xuất video á thì các bạn lưu ý là các bạn phải chọn nha, setting này. Ở phần 50 các bạn chọn setting cho trường ha. Setting này các bạn phải chọn cái gì ạ? Các bạn phải chọn nó tầm là 720 thôi. Đó, 720 đúng không? 720 apply này. Tức là 1280 x 720 tức là HD. Ok. Các bạn chọn apply cho nó, thấy không ạ? Rồi, sau đó là các bạn phải fit nó lại nha, fit lại cho nó full màn hình nha. Bạn thấy nó đang chạy là quá không ạ? Đây. Cái này nó chạy là quá này các bạn này. Đấy, bạn thấy to quá không ạ? Nó to quá thì các bạn sẽ kéo cho nó full, nó fit màn hình của mình thôi ha. Fit. Chứ nó to quá thì sao ạ? Nó to quá thì nó sẽ bị dư. Khi các bạn thấy nó sẽ không đẹp các bạn. Đây chúng ta sẽ kéo cho nó fit là cái kích cỡ là 1280x720 thôi. Và hồi nãy á, chúng ta để cái kích thước lớn hơn. Thì các bạn thấy to không ạ? Nó rất là to đúng không? Thì chúng ta phải chỉnh sửa lại. Đây, chỉnh sửa lại. Hồi này chúng ta phóng lên nó quá lớn thì bây giờ chúng ta chỉnh sửa lại.
Thế là lần 62 chưa? Hoặc là chúng ta để làm nó tới 1.000 mấy là đúng không ạ? Thì về chúng ta chỉnh lại nó có 1280 hay không thôi. Thì các bạn phải chỉnh nó lại chữ này. Chứ không khi các bạn xuất ra nó thì mắc cười đấy các bạn. Đó. Tầm 4 mấy là mấy thôi. Đó, nên như vậy các bạn hiểu không ạ? Này, nó tiếp tục bị phóng to. Ok chưa? Rồi. Sau khi xong các bạn xuất ra đơn giản này, xe này. Đó, ok này. Bạn thấy không? Bạn phải đảm bảo là nó chuẩn 1280 hay không ha. Nét. Nét thế nữa. Các bạn mới này đi. Nét. Nét. Rồi, đặt tên gì đó sẽ xuất bản ra thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi, chỉ đơn giản này thôi. Ok. Rồi, xin chào các bạn.